Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọc nhá. Trên tay mình đây thì chiếc Redmi Note 13 Pro 5G. Và hôm nay ấy, chúng ta sẽ có một con chip Snapdragon. Thành ra về lâu về dài các bạn sẽ có rất nhiều lợi thế liên quan việc nó cho chúng ta cài ROM này xử lý ảnh nó sẽ ngon là kinh đào hơn. Và tất nhiên với nhiều bạn ấy thì con chip Snapdragon 7S gen 2 trên cái mẫu máy này nó vẫn là con chip mới và khá xa lạ. Thế nên hôm nay mình sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về con chip này thông qua các bài test để cho bạn dễ dàng hình dung. Con chip này nó ngang ngửa với con chip nào, hiện năng của nó ra sao, chơi game có ok không? chi tiết mà bạn đón xem trong video hôm nay nhé. Đầu tiên để cho dễ dàng hình dung đi thì chúng ta sẽ đến với phần đó là benchmark thông qua những điểm số ở đây. Cụ thể với phần auto nhá thì mình thấy rằng điểm số của con Snapdragon 7S Gen 2 này ấy, nó sẽ đạt cỡ khoảng tầm là 580.000 điểm. Nhiệt độ ấy thì tăng cỡ khoảng tầm 8,1 độ C. Trong khi đó những phần khác như kiểu chấm bộ nhớ chẳng hạn đạt được 45.000 điểm thì chuẩn bộ nhớ của nó sẽ là US 2.2. Ngoài ra ở đây ấy, thì mình cũng sẽ có những điểm số như điểm số Geekbench 6 chẳng hạn lần lượt sẽ là đơn nhân 1032 và đa nhân là 2975. Hơi tiếc một tí, đó chính là với phần 3 đề bác mình chưa chấm được. Còn ở đây thì mình cũng đã chạy thêm một phần mềm đó là Cebu Trading Test ấy. thì mình thấy rằng mình check trong vòng 15 full nhá, thấy biểu đồ của nó rất là xanh luôn, có thể nhìn vào đây thì nó không bị drop quá nhiều. Còn nếu bạn hỏi mình đó là Snapdragon 7s2, hiệu năng của nó sẽ ngang ngửa với con chip nào ấy? Thì cụ thể mình nghĩ rằng nó sẽ ngang ngửa với con chip Snapdragon 778G. Tuy nhiên được sản xuất trên một cái tiến trình thấp hơn, cụ thể là 4 nanomet nhá. Và ở đây được chế tạo bởi Samsung. Còn về hiệu năng thực tế nhá, mình đã test tổng cộng với 4 tựa game như sau, gồm có Liên Quân, này, Tốc Chiến, PUBG Mobile và Genshin Impact thì kết quả cũng khá tốt luôn cụ thể với liên quân nhá, max setting cái thứ khá dễ dàng, với rằng FPS trung bình đạt được đó chỉ là 59,7, ngay cả về phần late game mẹ con bắt tổng nó không tụt FPS. Với tựa game liên quân này thì nhiệt độ trung bình CPU của mình sẽ là 46,8, còn điện năng tiêu thụ sẽ là gần 3,1 W điện. Với tựa game tốc chiến ấy thì mình chơi ở đây đó chỉ là trung và 90. Tuy nhiên nếu bạn để mức đó chỉ là cân bằng nhá, không bật hiệu suất ấy thì chơi nó sẽ bị drop FPS. Vậy nên mình đã bật hiệu suất khi mà chơi và mình thấy rằng FPS trung bình mình đạt được đó chỉ là 87 khi mà chơi ấy, thì một số đoạn combat nhiều người nó vẫn sẽ drop xuống cỡ khoảng tầm là 75 có thể nhìn vào cái phần biểu đồ mình đã check ở đây còn về nhiệt độ CPU sẽ cao hơn một tí nếu mà so sánh về liên quân cụ thể nhiệt độ trung bình ấy, nó sẽ là 57,1 còn điện năng tiêu thụ là 3,8 quát điện với PUBG Mobile trên cái em điện thoại này thì bạn sẽ bật được mức đó chính là HDR cũng như là 60 FPS với Redmi Note 13 Pro khi mình chơi ấy, mình thấy rằng FPS cực kỳ ổn định luôn. Cụ thể FPS trung bình là 59,6, thậm chí nghe phần late game nhá, những cái đoạn mà các bạn vòng bo nhỏ các bạn dùng như cả số gốc 8x chẳng hạn vẫn ok. Nhiệt độ CPU trung bình khi này ấy, mình thấy rằng nó sẽ đạt ngưỡng 53 độ, còn điện năng tiêu thụ sẽ là 3,5 quá điện. Cuối cùng là tự game Genshin Impact nhá, với cái tự game này ấy, thì mình chỉ dám chơi mức đó chính là thấp cũng như là 60 mà thôi. Và với cái mức này ấy, thì mình đặt FPS trung bình đó chỉ là 50,1 Nói thật với các bạn một điều đó chỉ là để chơi game sim thực sự khá là khó Trừ khi các bạn mua những cái mẫu máy mà toàn flagship Hoặc là những cái mẫu máy flagship cũ thì may ra chúng ta chơi được Nói thật các bạn, cái tầm này máy chính hãng mà chúng ta để chơi game Simpac nó khá là khó trừ khi bạn chọn mua flagship. Nhìn lại ấy, thì mình thấy rằng biểu đồ FPS cũng loanh quanh khoảng tầm 50 này, điện năng tiêu thụ và nhiệt độ CPU ấy cũng cao hơn hẳn nếu mà so sánh với tựa game khác cụ thể nhiệt độ của CPU lần lượt sẽ là 67,7 độ và điện năng tiêu thụ ăn là 5,2 quả điện. Còn về nhiệt độ khi chúng ta chơi game nhá, thì cụ thể với những tựa game như tốc chiến hay là bóc gì ấy, nhiệt độ tỏa ra bên ngoài khi bạn chơi ấy, nó sẽ loanh quanh khoảng tầm là từ 39 đến 40 độ C. Còn riêng với game Simpack ấy, nhiệt độ của nó sẽ cao hơn hẳn luôn. Cụ thể nhiệt độ ở đây mình nghĩ rằng nó sẽ ngưỡng khoảng tầm là từ 42 cho đến 43 độ C với điều kiện test nhiệt độ đó chính là 25 độ C nhiệt độ phòng. Tất nhiên ngoài cái yếu tố con chip 7 s Gen 2 ấy, thì hôm nay với chiếc Redmi Note 13 Pro 5G ấy, mình nghĩ rằng cũng sẽ có nhiều yếu tố để bạn quan tâm đến. Cụ thể ở đây nhá, các bạn sẽ có những yếu tố nhiều pin chẳng hạn pin của chiếc Redmi Note 13 Pro 5G này mình dùng hỗn hợp các tác vụ để chơi game dùng 4G thứ vân thì mình sẽ on screen được cỡ khoảng là 8 giờ. Còn nếu bạn chơi game hardcore nhiều ấy thì mình nghĩ rằng thời gian on screen của nó sẽ có khoảng tầm 5 tiếng. Trong đó mình chơi có khoảng tầm là 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng là game rồi. Nếu mà so sánh về năm ngoái nhá thì Redmi Note 13 Pro 5G hôm nay chúng ta cũng sẽ có nâng cấp về độ phân giải màn hình. Cụ thể các bạn sẽ có một màn hình với độ phân giải 1.5K ở đây, độ sáng cao hơn nếu mà so sánh về Redmi Note 12 Pro 5G năm ngoái. Còn nói về màn hình của Redmi Note 13 Pro 5G nhá, mặc dù là tấm nền AMOLED Tuy nhiên mình thấy nếu mà so sánh màu sắc ấy thì không rực rỡ quá nhiều Samsung mà nó cũng không sẫm quá nhiều Lenovo, nó khá là trong. Còn về camera ấy, thông số gần như y hệt nếu mà so sánh về bản Pro Plus luôn. Chúng ta cũng sẽ có camera 200 mấy pixel này chống dung qua hậu OS, nói chung là đầy đủ các thứ. Và để mà tổng kết lại nhá thì cá nhân mình thấy rằng Redmi Note 13 Pro 5G sấy qua chip Snapdragon 7S Gen 2 ở trong tầm giá này là một chip nó cũng tương đối là ổn để cho bạn sử dụng những nhu cầu cơ bản hoặc là chúng ta chơi những tựa game như là tốc chiến này, PUBG này, liên quân các thứ vân trừ những tựa game nó quá co, nhỏ game sim pack mà thôi còn lại mọi thứ đều dùng tương đối ổn tất nhiên ngoài cái yếu tố đó chơi game ra thì chúng ta còn rất là nhiều những cái khác ví dụ như màn hình này độ sáng này sau đó các bạn dùng với pin trải nghiệm thứ vân cá nhân mình thì mình khá ưng cái màn hình 1.5k trên em này màu sắc của nó nói chung là vừa phải đối với cá nhân mình các bạn các bạn nghĩ sao em redmi note 13 pro 5g này thì hãy để lại kiến bên dưới nhá nếu bạn nào cần ấy thì mình cũng sẽ làm thêm một cái bài đánh giá chi tiết nữa còn bây giờ xin chào lại các bạn trong các video sau